Điều lệnh Minh Trung chào mọi người nhé. Tiếp tục chương trình là lắp bếp ga. Này. Vô lý. Sau như hơn chiếc camera trong lại có phòng chụp ảnh đấy, tính tiền ảnh chụp Pia cực tốt quét đây quang tuân. Anh Tuân rồi chứ không đưa tiền em kiện đi hình ảnh nhá. Thế làm chương trình thì được để bán hàng, bán được hàng thì mẹ em chẳng ngon. Anh Tuấn bây giờ muốn bán được hàng, ta thuê mấy con cháu Quỳnh Nga lại Trâm Anh về nhảy trước cửa quá. Nếu thằng xóm thi nhau hàng mua bán ngay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên cậu làm. Có việc phải làm trong tuần lâu không? Bóng sướng
Sao? Cổ bán này chứ con nào không bị chuột thì biết nghe. Cái này đi làm lại. À, chuột cái gì? Mình bán đầu mùa mấy con giả bị vừa ấy cũng làm lại, đi vỏ hết lại. Không không đỡ được chuột đâu. Sợ lắm. À đại mũi lưới nhóc này này. Nói chung là cái bọn này ấy, mà làm mà không mà chống chuột rồi thì yên tâm luôn. Không phải nghĩ. Chúng tôi chống cả rán mà. Chống cả rán luôn nhá. Cần
Bây giờ dài phết đây. Chào mọi người nhé.